Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Rogers Official. Thắng đã quay trở lại rồi đây. Không biết rằng các bạn đã xem cái video lần trước Thắng chia sẻ về chủ đề là trai nam như thế nào hay chưa? Thì để cho công bằng, Thắng sẽ lại với tiếp tục tư cách là một người trai Bắc, sẽ nhận xét về con trai miền Bắc là như thế nào. Rồi, trước khi đi vào chủ đề chính thì sẽ có nhiều bạn thắc mắc cái tiêu đề của video này đúng không? Thì Thắng cũng bật mí thêm một chút luôn. Đó là Thắng là một người con trai miền Bắc. Tuy nhiên thì không phải là trai Hà Nội đâu nhé. Thắng đến từ một tỉnh giáp Hà Nội, đó là Bắc Giang. Bắc nơi đất lành với nhiều hoa thơm và trái ngọt, nơi chân chất hiền hòa với bao đặc sản của thiên nhiên. Quả ngọt thơm lành nổi tiếng là vải thiều Lục Ngạn, cõi Bồng Lai tiên cảnh đến dòng suối Mỡ Lục Nam. Ủa khoan, dừng lại. Có thể nhiều bạn trong Sài Gòn khi nhắc đến con trai miền Bắc sẽ mặc định là con trai Hà Nội đúng không? Cũng giống như Thắng cũng vậy. Khi mà ai đó nói với Thắng là con trai miền Nam thì trong đầu Thắng nghĩ là chắc là con trai Sài Gòn rồi. Nhưng mà đấy thì Thắng cũng muốn nói thế là Thắng đến từ Bắc Giang nhé, chứ không phải là con trai Hà Nội đâu. Ngày hôm nay sẽ tự nhận xét về con trai miền Bắc là như thế nào, hay nói cách khác, hay miền Bắc là như thế nào nhé. Đầu tiên đó là ngoại hình. Thắng không biết là khi mà nhắc đến một người con trai miền Bắc thì các bạn ở trong Sài Gòn sẽ liên tưởng về một anh con trai với ngoại hình như thế nào. Thì mọi người thường nói là đẹp trai này, thư sinh này, ăn mặc chỉnh tề này. Nhưng mà thế nào nhỉ? Để mà Thắng tự nhận xét thì Thắng lại thấy rất là bình thường. Không biết là có phải là do mình đã sống ở cái nơi này 27, 28 năm rồi không? Hoặc là nếu mà xét đến ở Hà Nội ấy, thì Thắng cũng ở đây khá là lâu rồi, hơn 10 năm rồi đấy. Nếu mà đặt lên bàn cân để thử so sánh giữa con trai miền Bắc và con trai miền Nam ấy, mình cảm giác nhá là họ sẽ lười tập thể dục, hoặc có thể là vận động ít hơn con trai miền Nam, với một cái khuôn mặt có lẽ là sẽ góc cạnh hơn con trai miền Nam. Da cũng sẽ trắng hơn con trai miền Nam. Có thể là do thời tiết khí hậu, ở trong miền Nam thì chỉ có 2 mùa thôi và nóng quanh năm. Ngoài miền Bắc này thì có đủ 4 mùa. Và thêm một điều này nữa này, Thắng có một số những người bạn ở trong Sài Gòn ấy, khi mà nhìn một người thì bạn ấy biết được luôn đó có phải là con trai miền Bắc hay không. Thì Thắng cũng không biết là có một cái đặc điểm gì của con trai miền Bắc khiến cho bạn ấy có thể nhận biết được ra ngay. Nhưng mà thử đặt vào cái quan điểm của mình thì mình cũng thấy có một cái điểm gì đó nó hơi khác biệt một chút về gương mặt. Con trai miền Nam thì Thắng gặp cũng tương đối nhiều người, thì Thắng cảm thấy là thông thường họ sẽ khá là đầy đặn hơn. Điều này không biết là có phải do cái phong cách cũng như là lối ăn uống ở trong Sài Gòn là thiên về đồ ngọt hay không, mà mình thấy là các bạn con trai miền Nam này hay là gay miền Nam thì thường là khá là đẫy đà này. Và cũng như là họ vận động nhiều ngoài đường nữa, thế nên là da rẻ cũng sạm hơn so với con trai miền Bắc. Khía cạnh thứ hai trong vấn đề ngoại hình thì Thắng sẽ bàn về cách ăn mặc của con trai ngoài miền Bắc này. Mọi người có thấy một cái điều thực tế gì không? Con trai miền Bắc, đặc biệt là con trai Hà Nội, sẽ luôn chịu ảnh hưởng một cái lối sống đã từ rất là lâu đời rồi. Đó là khi mà bước ra đường này là phải ăn mặc như thế nào này, khi mà về nhà là phải như thế nào, phải cư xử như thế nào, sao cho ra dáng một người con trai, một người đàn ông trong gia đình họ sẽ nghĩ như thế nào, bạn bè sẽ nghĩ như thế nào. Cái vấn đề xã hội nó vẫn là một cái điều gì đó quan trọng ở ngoài miền Bắc. Mọi người vẫn đang cố tự tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài để tránh những lời dị nghị từ xã hội. Giờ đến phần 2 này, tính cách. Đây mới gọi là một cái phần khó đối với Thắng đây. Nhưng mà mọi người yên tâm, mặc dù Thắng là trai miền Bắc, nhưng mà Thắng sẽ chia sẻ cái quan điểm một cách khách quan nhất. Thắng sẽ không hề thiên vị bên nào, Thắng không thiên vị trai miền Nam, Thắng cũng không thiên vị trai miền Bắc. Thắng sẽ nhận xét những cái điều thật nhất mà Thắng cảm nhận được của con trai miền Bắc. Điều đầu tiên là đa số con trai ngoài miền Bắc hoặc là các bạn gay miền Bắc khá là kín kẽ và kín tiếng. Các bạn có thể hình dung khi mà các bạn quen một bạn gay kín thì cực khổ như thế nào rồi đấy.
Đi ra ngoài đường này, hoặc là đi ăn uống này, đi xem phim cũng không dám thể hiện tình cảm ở nơi công cộng đâu. Ở trong bóng tối thì thế nào cũng được, nhưng mà khi mà ra bên ngoài ấy, thì cái cách thể hiện của họ đa số là sẽ giữ một cái chừng mực nào đó. Như mình đã nói ở trong cái video mình nói về trai miền Nam ấy, thì là con trai miền Bắc nếu mà thích ấy, có thể là cũng sẽ không nói đâu. Đa số là sẽ thể hiện bằng hành động và tình cảm là chính thôi. Nếu mà để nói ra là anh yêu em yêu anh như con trai miền Nam, thì mình nghĩ là con trai miền Bắc sẽ không thể giỏi được bằng con trai miền Nam. Thế nên là nếu mà các bạn đang quen một người con trai miền Bắc thì cũng đừng nên hy vọng quá nhiều trong cái việc là anh ấy hoặc là em ấy có thể thể hiện nhiều tình cảm với mình nhé. Điều tiếp theo, thì cái điều này Thắng thực sự là Thắng không biết là có nên nói hay không, nhưng mà thôi, mình vẫn nói. Đó là con trai miền Bắc ấy thông thường sẽ rất là thích thể hiện với người yêu của mình. Hay nói cách khác, gọi là người ta hay dùng từ ga lăng đấy. Nhiều người có thể nói cái từ mạnh hơn, có thể là họ gia trưởng này, họ áp đặt này. Nhưng mà mình thì sẽ không dùng từ đó. Có thể là con trai miền Bắc sẽ hơi cứng đầu một chút này, hơi bảo thủ một chút. Họ thực sự là muốn mình có một cái tầm quan trọng đối với người yêu của mình. Thế nên là họ mong muốn những cái quyết định và những cái suy nghĩ của mình được tôn trọng bởi người yêu. Các bạn khi mà tìm hiểu càng lâu ấy thì sẽ hiểu là tại sao con trai miền Bắc lại như vậy. Chứ không phải là họ cố tình như thế nhé. Có thể là do những cái lối sống để lại từ thời xưa rồi. Từ cha mẹ ông bà có những cái chia lời chỉ dạy này, có những cái khuyên bảo này, đã khiến cho họ tự động lập trình nên một cái tính cách là giống giống hao hao như vậy. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hư đúng không? Thôi, em thích là được. Một điều tiếp theo nữa, và Thắng nghĩ cái điều này sẽ đúng cho con trai của cả hai miền. Theo cái kinh nghiệm của Thắng ấy, và những cái chuyện mà Thắng đã trải qua, thì Thắng cảm thấy là con trai miền Bắc khá là lăng nhăng nha. Ở trong miền Nam thì các bạn là gay công khai nhiều đúng không? Ngoài miền Bắc thì công khai ít hơn. Kể cả về tên này, về tuổi này, về tình trạng quan hệ nhà ở đâu, đôi khi là cũng có những cái mối quan hệ mình biết là cũng không muốn chia sẻ thông tin với người yêu của mình đâu. Đó chính là cái lý do vì sao họ dễ dàng có những cái cuộc tình chớp nhoáng với những cái người thứ ba hơn. Và cái điều mình cũng vừa nói trước đó ấy, là con trai miền Bắc thì thích được thể hiện bản thân mình đúng không? Tức là thích được ga lăng này, thích được chứng tỏ là mình quan trọng này. Và đương nhiên là cũng thích chứng tỏ là mình có thể có khả năng thu hút được càng nhiều em càng tốt. Cái điểm này thực ra là không phải là điểm xấu đâu, con trai nào thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà khi một cái mối quan hệ đã bị giấu ở trong cái vòng bí mật rồi thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng không mọi người? Trừ khi là họ sẵn sàng vì người yêu mà công khai cái mối quan hệ của mình, có thể là sẽ an tâm hơn phần nào. Thắng cũng không hề đánh đồng tất cả mọi người. Đương nhiên là trong từng mối quan hệ này với từng người thì sẽ có những cái đặc điểm khác nhau. Kể cả khi các bạn quen con trai là miền Nam thì không phải là ai cũng như ai, con trai miền Bắc cũng như vậy. Thắng có thể nhận xét thế này, đó là những người Thắng quen như vậy, nhưng mà không phải tất cả con trai miền Bắc đều như vậy, nên là mọi người hãy yên tâm nhé. Đấy, từ nãy đến giờ Thắng nói là Thắng sẽ nhận xét một cách khách quan, nhưng mà mọi người thấy không, khi mà Thắng nhận xét về con trai miền Bắc ấy, tức là tự mình nhận xét về chính bản thân mình, thì mọi người thấy không, toàn là điều tiêu cực không à. Thắng không có cái gì để giấu giếm cả. Ở đâu thì cũng có người tốt người xấu. Nếu mà các bạn may mắn thì các bạn sẽ gặp được những người mà phù hợp với mình, hoàn hảo cho mình. Nếu mà các bạn không may thì các bạn sẽ gặp phải những cái thành phần gọi là không phù hợp với mình. Thì đơn giản thôi, mình có thể kết thúc mối quan hệ đó và tiếp tục cái chặng đường đi tìm kiếm tình yêu của đời mình. Bên cạnh đó thì Thắng cũng muốn nói thêm một điều là đối với con trai miền Bắc, khi mà họ thực sự đã yêu ai rồi thì họ sẽ dành toàn tâm toàn ý cho cái mối quan hệ đó. Họ sẽ hướng đến một cái kết lâu dài, một cái chặng đường lâu dài, có thể là sẽ về với nhau cơ. Ngay cả từ những điều đơn giản cũng vậy. Con trai miền Nam mình thấy đa số nhá là sẽ ham chơi hơn so với con trai miền Bắc. Sau khi đi làm về này thì con trai miền Nam thích tụ tập cùng với bạn bè này, đi đá bóng này, đi chơi bời hết cái tăng 1 tăng 2, sau đó thì mới trở lại với gia đình của mình hoặc là với người yêu của mình. Tuy nhiên thì con trai miền Bắc thì khác nha. Đa số con trai miền Bắc thì sau khi làm việc ở công sở về này, đi làm về này, thì tối là họ chỉ muốn quay trở lại cái gia đình của họ,
và có một cái bữa cơm thật là ấm cúng với gia đình của mình thôi. Nếu có người yêu này thì tranh thủ dành thời gian chở người yêu đi chơi. Và một khi đã có người yêu rồi thì mọi thứ khác sẽ đều xếp thứ hai hết. Đó là một điểm cộng rất sáng giá của con trai miền Bắc. Bên cạnh đó thì Thắng cũng muốn nói thêm một chút, như là Thắng đã khen con trai miền Nam thì Thắng cũng sẽ khen con trai miền Bắc về chất giọng nói. Giọng nói của con trai miền Bắc, đặc biệt là con trai Hà Nội, thường được biết đến là một giọng nói chuẩn này, khá là trầm ấm. Để mà so sánh về độ mộc mạc, độ chân thành, độ dễ thương như con trai miền Nam thì không thể được. Nhưng bản chất trong giọng nói của con trai miền Bắc sẽ mang ở trong nó một cái sự ấm áp, cũng như là một cái sự mà mình có thể tin tưởng được. Rồi, thế là Thắng vừa mới trải qua cái phần khó nhất đối với Thắng luôn, đó là nhận xét về tính cách của con trai miền Bắc. Mình không hiểu thế nào chứ, nhưng mà để bản thân mình ấy, mình nhận xét về một người khác thì mình cảm thấy rất là dễ. Ví dụ như là con trai miền Bắc nhận xét về con trai miền Nam thì rất là dễ, đúng không? Nhưng mà nếu mà để con trai miền Bắc tự nhận xét về con trai miền Bắc ấy, tức là tự mình đang cảm giác là mình đang nói chính mình, thì Thắng thấy khá là khó nha. Như Thắng đã nói đấy, thì ở đâu cũng có người nọ người kia, trai miền Bắc hay trai miền Nam thì cũng là con trai Việt Nam, đúng không? Và một khi chúng ta đã rất là gay rồi, cái điều quan trọng không phải là chúng ta yêu con trai miền nào, con trai miền nào tốt hơn miền nào, mà là chúng ta tìm được một người phù hợp cho mình. Nên là hãy nghe những cái điều Thắng chia sẻ để biết được cái sự khác biệt giữa hai miền mà thôi, chứ đừng đánh đồng là người miền Bắc, tất cả người miền Bắc đều thế nọ, hoặc là tất cả người miền Nam đều thế kia nhé. Rồi, Thắng cảm ơn các bạn đã theo dõi tới hết cái video này. Một cái video khá là xàm xí, nhưng mà nó đến từ cái sự chân thành của Thắng. Và nếu mọi người thích thì hãy đừng quên cho Thắng một like, để lại bình luận ở bên dưới. Thông tin về các kênh social media thì Thắng cũng sẽ để ở phía bên dưới màn hình này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới hết video. Chào các bạn.